cái tập mà của Bình Định là chỉ có cái clip mà cái ngày đầu tiên mà Bình Định lại quay mình nói chuyện tình với Long, triệu view hả? Là cái ngày đó là quý vị chửi chính râu với Bình Định là nhiều chuyện, ăn không ngồi rồi, nhiều chuyện, ganh ăn tức ở, rồi hả, ganh tị. Em ganh tị, em rất là ganh tị. Ganh tị nó có vợ mập hơn vợ ông hả? Rồi tôi ganh tị nó là nó có vợ mà tôi chưa có vợ hả? Tôi ganh tị vì tôi mập hơn nó mà nó ốm hơn tôi hả? Đúng. À, tôi ganh tị vì nó xảo trá gian xảo, tôi hiền lành chân chất thật thà, nai tơ non nõn trong trắng hả? À, đúng không? Như ganh tị cái gì, nói chứ tổng xúc cũng vậy. Phân tích cho quý vị, nhưng mà cái mình nếu mà mình á, phân tích cái đó là chỉ là mấy mé thôi quý vị. Còn nếu mà muốn mà phân tích mà rõ ràng á thì cứ tìm chị Đại Bình Dương ha. À, chị Đại Bình Dương phân tích rất là kỹ, kiểu là chắc liên hệ chị Đại Bình Dương quá, chị Bình quá. Nói thiệt chị Đại chị sao chuỗi nhiều cái là còn gì nhớ kỹ hơn mình nữa. Em thì lo buôn bán em không có nhớ nhiều, em nhớ ở đâu em nói thôi, chứ còn mà nếu mà nói gì phân tích kỹ là chị Đại Bình Dương đó. Chị rất là tốt, chị hiền lắm, nhưng mà đối với những cái câu chuyện mà khó hiểu chị không có hiền đâu quý vị. Tại quý vị chín cái thôi, một cái bể là 10 trái luôn, lỡ yêu rồi quý vị. Bình Định thì trong coi năm ly anh đúng anh đúng anh quý vị ơi, đá đường tắt vô bà đổ hay sao anh? Bình thường người ta hay uống sao? Vừa tắt có, vừa bỏ đường có. Thôi bỏ bình thường đi, vừa đá đi, vừa đá đường đi, vừa đá đúng không, vừa đá đừng có bỏ đường. Anh tắt xe giùm em luôn anh, giờ xăng nó rẻ đó. Dắt kéo quá anh. Chứ trong cái clip nào cũng vậy, em thì nhớ đâu em nói đó. Chứ trong clip của anh Tiến cũng vậy. Quý vị ơi, tình Vân Lon là cặp đôi bá đạo luôn á. Quý vị thấy cặp mắt của nó khi nói chuyện không? Mỗi lần lên clip của anh Thiện giả đò ngu ngơ khóc. Chứ tụi em không có nói nữa, không bàn tới nữa, nói không chịu nghe mình tức chứ, bị lừa cố lừa lịch sử à? Lịch sử đâu mà lịch sử chứ cố lừa sao lớn rồi để con nít nó lừa tức không? Không, cái đó là không có gì tức, lớn mà dụ nít rồi mà mới tức. Trời ơi, tôi đi xe đạp mà quất cái bộ quấy kìa, còn gì nữa? Bỏ ra đi. Lo chặt dừa đi, đừng ngắm gái ông ơi. Gái đâu có đẹp đâu mà ngắm. Sao không đẹp? Nghĩ sao vậy? Đó. Lấy gì em được? Hai ly. Trời bán quá trời bán luôn nè quý vị ơi. Làm cái gì mà để cái đứa nhỏ lừa đúng không? Nó không phải là lừa. Chứ không phải lừa là gì? Cái đó người ta gạt thôi. Gạt chứ lừa là mấy? Khác không nhau. Mày khác à, khác nhau từ ngữ hả? Anh? Dạ. Có đó 3 trái 20. Lấy 1 chục anh. Có anh lấy cơm hết anh. Lấy 3 trái đi. 3 trái bỏ 2 ly. Này có đúng không? Dạ không. Cái sao? Vừa rẻ mà sao ngon, vừa mắc tiền. Dở. Vừa ngon là vừa 15 ngàn. Cái bọc vô bụng không? Ừ, nó dở nó mới ăn đó. Nó dở là sao nó ăn? Nói chứ thấy vậy là thấy em cũng mừng. Mừng cho nó. Hạnh phúc rất là tốt. Rồi thấy chạy tới chạy lui mua đồ này kia nọ, thấy làm mấy món luôn, đủ hết việc luôn, làm biết bao nhiêu món. Mà con bé không có than một tiếng rồi mệt nó này kia nữa, trong khi đó nó ăn bột bầu kháo háng luôn quý vị. Biết tác giả bầu thai của thằng đó hay là của Bình Định không biết, hiểu
bắt đầu nói chuyện tào lao rồi đó. Bán dừa kìa. Ủa cá đánh nó có non không vậy em chín nào? Chặt lấy cơm cho tôi. Ăn cơm không? Phát cơm nè. Hôm nay em phát cơm luôn quý vị. Phát tại chỗ luôn. 5 ngàn để mai người ta còn nấu nữa chứ. Ăn dởm gì chứ nổi. Cho từ thiện lấy nha ông dễ rồi nói 5 ngàn trả lại à. Lấy bỏ miếng cơm miếng đá vô. Chặt cái cơm dừa kia cho tôi bỏ vô ly cho tôi kìa ơi. Ngon mới ăn à. Ủa đây được á. Của tôi chứ cái nào. Tức quá, nghe em định nói tức quá. Hết đá rồi hả? Thì chúng ta chùa Long Hoa. Ê, đi lần mù về Vĩnh Châu Sóc Trăng chỗ đi không em không? Tuần sau đi nè. Có ai ấy đâu. Đi nấu gì hầu không đi trong rồi bữa đi Sóc Trăng hay gì quên cũng nấu không đi trong đã thèm đi xong cũng nói tôi đâu nói bữa tôi hỏi ông có đi không ông nói ông mà bán dừa mà ông đi tôi chết liền cái xạo sự đi tào lao đi sống đi nói ông đi bán dừa đó chứ ông đi đâu hỏi đi nói cho hai trước hai bữa ba bữa sắp kiếp đi trái đây. Làm gì sắp xếp dẹp vừa nghỉ bán thôi sắp xếp gì. Trái này đi. Hai trái vừa chặt ra lấy nước không nước không không. Vừa uống mà vừa kho. Còn đá không cho miếng đá chú. Đó rồi, thiếu rồi. Thôi để dành cho bạn ra đi. Hết đá mà chính đi mua đá hả? Lấy cái này nhiều nước đi. Để cho thằng này uống đá trước đi. Không còn một ít dừa nè quý vị. Dừa xiêm chín rau. Chín rau không có nhỏ mà vẫn có bụng nha quý vị. Ông ăn xong rồi ông ngủ rồi ông làm biếng ngồi ở chỗ đó. Ngồi ở chỗ coi YouTube á, kênh nào cũng coi nên là nhiều chuyện á. Hồi xưa đàn ông bụng bự thì sang. Thời nay đàn ông bụng bự thì sơ gan tỉ đường. Trời ơi, mỡ trong máu nữa. Ở đá hao đường vậy phải không? Cũng câu đâu mà câu cái bấm vô câu cái con cái chứ có câu nhiều đâu. Coi em bình luận mà sao cứ copy paste hoài vậy. Bình luận gì? Bình luận có một câu giống nhau. Vậy chứ giờ bình luận khác mình định đâu biết ai bình luận đúng không? Mình định một cái một mình định mới biết mình bình luận thôi. Ủa có cái tin vừa xem chính rau mà liên quan gì? Có tên luôn hả? Nổi tên luôn á hả? Chả hai kênh lận quý vị ơi. Nổ vừa thôi BT. Vừa xem chín rau BT. Mua nước dừa ra về em mua thịt kho ba chảy em kho với hồ vịt lộn ăn nha. Ngon ba cháy lâu á. Ba cháy được không? Kho thịt vịt á. Giờ bán gần về còn mua tấn bao luôn vậy. Kênh tôi quay từ thiện ít view lắm, không hiểu luôn.
mà đi quay từ thiện mệt muốn chết người ta không coi, mà quay trầm súng mà nói quay tào lao xàm xàm mà coi quá trời mà xàm. Quay tào lao vậy chứ mà được, còn mà hả quay ý nghĩa không có coi hả? Ừ, ý nghĩa như nấu quay từ thiện mấy người lớn tuổi coi nhiều, người trẻ nó đâu có coi. Đi về dưới gì An Giang hả? Bởi Bạc Liêu hả? An Giang, Long Xuyên. Có đâu có ai theo dõi coi đâu. Thì thấy mình định bấm hết vô rồi không? Không có ai theo dõi đâu. Biết sao không? Tại vì cái đó quá nhàm chán rồi. Tạo một cái gì cho nó mới đi mình nè. Dây cắn hồi hộp á. Bảo đảm hành trình chiến lon. Bảo đảm luôn. Quay lại đó. Cái hầm chính rau á. Quay lại cái hầm chính rau. Hai trái uống hả cưng? Bỏ ly hay để nguyên? Hả? Bỏ vô cái ly hả? Hai trái bỏ vô ly đâu có hết. Hai trái bỏ vô ly đâu có hết. Dạ lưu đạn thiệt á. Thấy cái đẹp á, tán tỉnh hay gì, muốn gì? Lấy gì em trai? Vậy là nước không? Hai trái mang về. Hai trái mang về. Trước sau 4 trái. Hai trái 2 ly. Đừng có chặt tay tôi nha cha. Không biết không? Không sắc dừa thấy ghét không quý vị? Trời ơi, em sắc dừa vậy mà định nói thấy ghét. Màn tình chứ lon bỏ đi mà quý vị không ghét. Quý vị nghĩ sao? Anh đang được em một cái tổ đó đi. Dạ không anh. Cái này bên em này. Cái này phía bên bạn. 30. Bán về mà thứ nào chịu nổi trời. Kiểu ra chích mượn tiền quá à. Thứ 2, thứ 3. Cũng người chặt dừa sao quẹo chặt dừa nhìn thấy không có đẹp mắt. Chính là không quá trời đẹp mắt luôn. Lấy hai trái bự hả? Ngọt là được. Hả? Ngọt là được. Chở rồi hả? Chở đi từ thiện không? Dạ. Chở đồ đi từ thiện không? Quẹo quá. Đúng rồi. Ở về nãy đi ăn đâu ấy mà. Sáng vài ký bông trăm gái đó. Cái này vô mánh luôn. Về thấy không ông trai? Trái này lứt nước nè. Về cái vụ có đổ ra cũng đổ, lấy cái gì bự bự đổ ra nghe. Chặt mém mém á. Đi kiểu này thì mấy cái xe bánh cái xe cam ép sau rồi Bình Định. Cái đi luôn hả? Không biết. Chắc để lại một rồi bán ai biết à. Đâu không có ấy hết ta. Ông muốn mua hả? Mua lại hả? Không có mua về lại gì làm vậy ông? Em không lấy ép dự không? Mua lại cho bà 70 bán. Bà cụ 70 á. Nói quý vị nghe. Anh Minh đã yếu rồi, bảo ngủ yếu anh Minh nó làm sao mà bán ép được cam. Đâu có làm được. Không, ông quẹo bán mà có hai đệ tử theo phụ luôn mà. Ừ, quên ông Chính. Sorry baby. Sorry Nguyễn Chí Cường. Lúc trước tụi em nói thuộc nói đi nghe quý vị, đừng có trách tụi em nghe, đừng để ý. Bây giờ quý vị cứ để ý kênh của Nam quý vị biết liền. Lúc trước tụi em bị thùng đầm sống bị đuổi nữa kìa. Chuyện bị đuổi bình thường. Quá quen hả? Không có gì sốc hả? Bán không được, bán ngày mà đuổi vị trí kìa. Bình thường cái gì?
Dạ dạ. Quanh 750 à. 75.000. Này, rồi, cảm ơn anh. Trời nắng quá trời nắng luôn. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi. Tự đi cài lại chứ. Bé 1 ly hả? Bé 1 ly. Sao không mua cái máy ép? Cho bạn 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 bè chứ. Cái ly kia hình như bị trên nè. Cái vỏ nó trên. Nói gì nói với anh Thiện, anh giúp cũng khá nhiều nhân vật bắt bắt trầy luôn quý vị ơi. Mà trong đời của trên mà cái bước đường đi của Nam thì bắt buộc phải có một cái dốc để Nam nếu mà vượt qua được cái dốc đó quý vị. Trời nó lành lắm, nó đâu cái khờ ra anh ơi. Em nói là nó cũng biết nhưng mà quay thì nó quay thôi. Nó không có khờ như anh nghĩ đâu. Không. Nó biết hết chứ sao nó không biết. Đường đá. Đi quay nhiều mà sao không biết nhân vật nào. Không có đá anh. Lấy ly. 2 ly không có đá. Bán bỡ trận luôn mà. Thứ nào chịu nổi. Chứ làm gì làm. Cái gì cái. Thực tế đi quý vị. Thầy sống trung thực. Nó giống như em nè. Nó em cũng đang cần giúp. Giờ nó mà giúp em cái gì cho nó mát mát. Giờ giúp ông cái gì? Giúp một bà vợ nữa hả? Không có cái gì cho nó mát mát á. Nắng quá rồi cái gì. Cô bật xá cho. Nắng quá. Cực. Cô bật xá cho nó mát. Quay anh mày hay đi. Hai ly. Bán quá trời bán nè quý vị ơi. Không có đá. Trời ơi quay mà nó muốn chết luôn á. Đúng rồi, ngắt nhau mà đã nãy giờ quay ba lần. Bỏ đi luôn. Đó, con bé này một ly này. Ông bán bữa nay là bán ế đó. Bình thường mới có 12 giờ là hết rồi. Ông bán dữ lắm. Sắp tới mua nữa nè quý vị. Quá trời quá đất luôn, đông luôn rồi, đông luôn. Mở trận. Chị ăn cơm không chị? Ăn cơm không? Ăn cơm sườn không? Bạn cơm nè. Đụng xe hơi cũng có đền không? Đây cho cơm từ thiện này cả nhà. Tiền cha chín rau chặt dừa thấy ghét không mà quý vị. Trời ơi chặt mình nó bán tung tế luôn. Còn cái đúng cái à. Gì vậy? Biết rồi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Để người về hết giận ta khuyên. Bon. Đang tụng kinh gia tình với Lon á. Sám hối. Mới nói gì? Hết cơm luôn rồi. Cơm hả? Mới nói với vợ em hồi sáng. Ăn cơm sườn không? Cơm sườn không? Ăn cơm sườn ăn năm dỗ trong đây chứ không? Cơm sườn này của từ thiện. Năm dỗ gì bà? Mới nói vợ mình hồi sáng là thấy em bé bầu thấy tội quá. Với lại em bé bầu nó mới có nhỏ tuổi mà nó giỏi quá.
Trời, mới 16 tuổi mà ăn chơi cho đã vô rồi dính còn nói nữa. Cái ăn chơi là cái chuyện đó là bắt buộc phải ăn chơi là bình định. Có một cái là ý nói là bây giờ nó đã biết sai, nó bây giờ nó đến sửa sai rồi. Nó làm bao nhiêu việc. Đó. Thằng Nam phải chạy theo nó đi mua đồ mà thấy chạy như gió luôn. Mua được cho chiếc xe điện mừng còn hơn là gặp được vàng đúng không quý vị? Trời ơi. Chứ đâu phải là kiếm đứa nào mà giỏi giang như vậy là dễ đâu. Tìm nó giỏi nên nó mới làm chuyện đó giỏi đó.